Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở ôn bài tập toán lớp 3. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 166, ôn tập về giải toán tiếp theo. Bài số 1, quãng đường AC dài 1320 m. A đây, C đây. Gồm hai đoạn đường. Đoạn đường AB đây, đoạn này. Dài bằng 1/5 đoạn đường AC. Dài bằng 1/5 đoạn đường AC từ đây vào đây. Tính độ dài đoạn đường AB và AC. Hay như vậy thì người ta họ nói rằng là cái đoạn đường AC này coi như là cái tổng này à, tổng. Đoạn đường AB dài bằng 1/5 đoạn đường AC, AB dài bằng 1/5 AC, nhà ta lấy cái này, chúng ta sẽ chia cho 5 thì chúng ta sẽ tính được cái đoạn đường là AB. Đoạn đường AB dài là ta lấy 1320, ta chia cho 5 bằng là 2 nhân 5 là 10, 13 hạ 2 xuống là 30. 30 chia cho 5 là bằng 6. 6 còn là 2, như vậy là 4 nhân 5 là 20. Vậy là 264 m. Rồi như vậy là cái này là 264 mét đây. Ta lấy cái này ta trừ cho cái này thì ra có đoạn thẳng. Đoạn đường là BC. Đoạn đường BC dài là ta lấy 1320 ta trừ cho 264 bằng 10 ta trừ 4 cộng 6. 6 ta trừ 1. 6 1 7, 12 mà ta trừ 7 cộng 5. 5 ta trả 1. 0. 1. Đơn vị là mấy? Đáp số 1050 56 mấy? Chúng ta qua bài số 2. Có 54 kg đường đựng đều trong chín túi. 54 mà đựng trong chín túi. Hỏi nếu có 1230 kg đường thì phải đựng vào bao nhiêu túi như thế? Thì chúng ta sẽ đi tính ở một túi là bao nhiêu kg đường. Ta lấy 54 kg ta chia cho 9, vậy là 9 x 6 là 54, như vậy là mỗi túi là 6 kg. 6 kg. Số kg đường trong một túi có là Số kg đường trong một túi có là 54 ta chia cho 9 là bằng là 6 kg đường. Và bây giờ cứ một túi là 6 kg đường mà người ta hỏi là nếu là 1230 kg đường này đựng là bao nhiêu túi, như vậy ta lấy số này để chia cho 6. Số túi đường đựng được là 1230 ta chia cho 6 bằng 2. 2 x 6 12. 0 30 5 này là túi đường. Đáp số 205 túi đường. Chúng ta qua bài số 3. Người ta xếp các số cốc vào các hộp như nhau. Cứ 30 cốc thì xếp được là 5 hộp. Hỏi có là 23.808 cái cốc thì xếp được là vào là bao nhiêu hộp như thế. Như vậy bài toán này cũng ra vào cái bài toán gọi là rút về đơn vị. Chúng ta xem nữa coi
30 cái cốc và xếp vào 5 hộp như xem mỗi một hộp là bao nhiêu cái cốc. Ta lấy 30 ta chia cho 5. Như vậy là mỗi hộp là 6 cái cốc được. Nhưng mà mỗi hộp thì 6 cái cốc thì ta lấy cái số này ta chia cho 6, 6 cái cốc một hộp thì chúng ta ra số hộp. Số cái cốc trong một hộp có là, trong một hộp có là, ta lấy là 30 ta chia cho 5 là bằng 6, 6 cốc, 6 cái cốc. Tiếp theo, số hộp cần đựng, số hộp cần đựng 23.808 cái cốc là 23.808 ta chia cho 6 cái bằng bằng là 3.960.18 hộp. Đáp số 3.960.18 hộp. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy thì cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog, trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.